đầu của chợ Nancy. Khi đi ngang ngã tư này, cái mé bên đây thì lúc đó chúng ta thấy một cái dãy chợ. Hello, Sunny Đòn xin chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Sunny Đòn. Trước mặt anh chị đó là cầu chữ Y anh chị, và đây là đại lộ Võ Văn Kiệt. Cái hướng này thì chúng ta về hướng quận 6. Sunny lang thang ở Sài Gòn rất là nhiều anh chị, với những chuyện từ những con đường. Hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ lang thang chuyện từ những cây cầu anh chị ha. Và đối với cầu chữ Y thì Sunny cũng đã quay cho anh chị với nhiều các clip và những cái dãy xóm nhà sàn mang theo con đường Phạm Thế Hiển quận 8. Và hôm nay Sunny cũng muốn giới thiệu anh chị một cây cầu mới của Sài Gòn, nối giữa quận 5, quận nhất với lại quận 4, quận 8, đó là cầu Nguyễn Văn Cừ. Trước mặt anh chị đó là cầu Nguyễn Cừ, và nơi đây giao nhau bởi những con kênh, ví dụ kênh Bến Nghé là hướng này anh chị. Chúng ta sẽ theo con kênh này, theo đại lộ Võ Văn Kiệt để ra sông Sài Gòn. Còn về cái hướng chui dưới cây cầu Nguyễn Văn Cừ thì chúng ta có dòng kênh tẻ, mé trái thì có con đường Tôn Thất Thuyết, mé bên phải thì nó có cái chừng con đường Trần Xuân Soạn, và góc ngã ba sông mé bên kia đó là rạch ông anh chị, rạch ông lớn đó. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái hướng này để giải thích cho anh chị rõ ràng trước khi chúng ta thăm lại cây cầu Nguyễn Văn Cừ, một cây cầu mới được xây dựng 2007 anh chị. Trước mặt đó chúng ta có một chiếc ghe mang theo dòng kênh này, ở trên thì chất hàng anh chị. Rồi tiếp tục với video clip thì cái hướng về cầu chữ Y anh chị ha. Cầu chữ Y trước mặt anh chị, mé phải dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông Tây này thì chúng ta có kênh Tàu Hủ, mé bên kia là dòng kênh Đôi, mé bên trái là dòng kênh Đôi. Thì Sunny muốn đứng ở góc ngã ba sông, cứ gọi là ngã ba sông anh chị ha, để chúng ta nhìn về cây cầu Nguyễn Văn Cừ. Và Sunny cũng sẽ chia sẻ với anh chị, chúng ta nhìn lại cầu Nguyễn Văn Cừ mang theo con đường Nguyễn Văn Cừ xưa kia, đó là đường Cộng Hòa, và nó có một cái chợ, một cái tên tiếng Pháp, đó là chợ Nancy. Từ lúc cầu Nguyễn Văn Cừ xây dựng thì chợ Nancy không còn nữa anh chị. Sunny đứng đây. Cái hướng này thì chúng ta theo đại lộ Võ Văn Kiệt và có những cái con đường dẫn để đi lên cầu Nguyễn Văn Cừ, và mang cái dòng xe Honda và xe hơi mé ngoài thì chúng ta đi hướng về quận nhất. Nếu mà chúng ta lên cầu đó thì nó có một cái vòng cua ở đây, thì chúng ta vào một vòng để xuống Bến Vân Đồn, con đường Bến Vân Đồn quận 4 anh chị. Bây giờ thì Tini cũng muốn mời anh chị chúng ta đứng trên con đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Cừ, xưa kia là Cộng Hòa, để chúng ta lang thang cùng với Sunny đi thăm lại, nhìn lại cái chợ Nancy ngày xưa. Bây giờ thì nó không còn rồi, chúng ta nhìn lại phố phường và lẩn thẩn đi bộ lên cầu Nguyễn Văn Cừ để giới thiệu cho anh chị ha. Và đây, đâu đó có những chuyến ghe bạch thì Sunny cũng muốn lia lại cho anh chị hình ảnh sông nước ở Sài Gòn. Rồi mời anh chị đi với Sunny nha. Thank you.
Rồi, mời anh chị quay lại với Sunny Đòn. Trước mặt anh chị đó là nhà khoa Nancy và con đường Trần Hưng Đạo. Cái hướng này là về quận 5 anh chị. Xa xa là chúng ta có con đường Nguyễn Biểu để là cầu chữ Y mé bên tay trái. Đây, chúng ta sẽ thăm lại cái nền chợ Nancy cũ và cầu Nguyễn Văn Cừ anh chị ha. Chính vì cầu Nguyễn Cừ nên có sự mất tích ngọt ngào của chợ Nancy. Đó. Đây là con đường Trần Hưng Đạo để chúng ta về quận nhất. Nhưng cái đường Nguyễn Văn Cừ, cầu Nguyễn Văn Cừ thì như anh chị cũng biết, con đường Nguyễn Văn Cừ xưa kia chỉ con đường thôi mà bốn số phận. Thời Pháp Nancy, đệ nhất là Khải Định, đệ nhị là Cộng Hòa. Còn nói về cái hướng này thì chúng ta về ngã 6 Cộng Hòa, băng qua một ngôi trường rất nhiều kỷ niệm đó anh chị, là Bê Tú Ký. Rồi chúng ta sẽ qua đường để chúng ta đi trên cái nền chợ Nancy. Và cũng xin thưa anh chị, chợ Nancy là cái nơi nó phân chia giữa bến Chương Dương và bến Hàm Tử nha anh chị. Rồi chúng ta chắc đợi dòng xe xong rồi chúng ta sẽ qua đường, anh chị ngắm lại cái ngã tư này. Đối với những kỷ niệm ngày xưa đi, khi đi ngang ngã tư này, cái mé bên đây thì lúc đó chúng ta thấy một cái dãy chợ buôn bán rất là tấp nập, men theo dòng kênh tàu hủ. Nhưng mà bây giờ nó là đại lộ Võ Văn Kiệt rồi. Chợ cây nước để xây nhà nè anh chị, xà cừ chứ. Rồi chúng ta qua đường nhé, đi thăm lại cái ngôi chợ này. Ngay góc này thì nó có một cái phòng khám đa khoa Nancy anh chị, một cái tên rất là dễ thương. Còn cái nhà này là trở thành cà phê Trung Nguyên rồi. Đây chúng ta đi lên cái nền chợ Nancy cũ nè. Cái hướng này thì về dòng kênh tàu hủ. Đầu clip thì xin đi giới thiệu anh chị cầu Nguyễn Văn Cừ, một cái cầu được xây dựng 2007, nối giữa bên quận nhất quận 5 với quận 4 quận 8. Bây giờ thì xin đi sẽ từng bước một chúng ta đi trên cái nền chợ Nancy. Đối với chợ Nancy ngày hôm nay thì những con hẻm, những góc phố ở đây nó vẫn còn những cái chợ giống như là nhóm lại thôi, buôn bán thực phẩm cho cái khu dân cư dọc hai bên con đường Nguyễn Văn Cừ này. Theo như những gì mà Sunny nhớ thì dọc kênh Bến Nghé rồi cầu Hữu thì có những cái chợ như là chợ cầu Ông Lãnh, chợ cầu Muối, chợ Nancy, chợ Hòa Bình, rất là nhiều chợ anh chị ha. Đó, men theo dòng kênh. Đây là một cái khu xóm. Cái hẻm này thì chúng ta cũng có thể đi vào con hẻm để ra con đường Nguyễn Biểu để lên cầu chữ Y. Vẫn có những cái tạp hóa buôn bán. Đối với cây cầu này cũng không cho đi bộ lên anh chị, nhưng mà chúng ta sẽ mang theo phía bên phải. Rồi có một cái cầu thang bộ, Sunny sẽ đi lên cầu. Chứ mà bây giờ có cái bảng cấm người đi bộ nên cũng rất là nguy hiểm. Khu phố bên kia, đó bên kia có một cái công viên. Và sáng thì vẫn còn họp chợ, bán thịt heo, thịt bò, cá, hành, tỏi, tiêu, mắm muối, vân vân. Hôm nay bầu trời rất là đẹp. Con đường nhỏ thôi. Nếu mà các anh chị muốn băng ra đại lộ Võ Văn Kiệt thì đi ngõ này. Còn nếu mà lên cầu thì qua quận 4 và quận 8. Đi thẳng thì qua quận 8 là con đường Dương Bát Rạc đó anh chị.
Đối với cây cầu này nó rất là thuận tiện, nếu mà chúng ta đi Dương Bá Trạc chúng ta sẽ tới Trung Sơn, con đường Nguyễn Văn Linh rồi đi Phú Xuân Nhà Bè luôn cũng được. Đường xá bây giờ nó cũng thuận tiện trong cái vấn đề lưu thông. Để mà ngày xưa mà chúng ta bên qua vùng quận 8 thì anh chị nhớ có vài cái cầu thôi. Ví dụ như cầu quận 4, quận 8 đó, cầu Khánh Hội nè, cầu Móng, cầu Chữ Y, cầu Chà Và và tuốt ở dưới bến Lê Quang Liêm có cầu Chữ U. Hôm nay là chuyện từ những cây cầu để gửi chị và các bạn. Chúng ta sẽ thấy dòng xe ngược xuôi, đó là đại lộ Võ Văn Kiệt. Và cũng xin nhắc lại, nơi đây là phân chia giữa bến Chương Dương mé trái và bến Hàm Tử mé phải. Ở đây là một cái dưới già cầu để chúng ta quẹo ngược lại. Xin đi cứ đi qua bên kia luôn nha anh chị ha. Khu vực này thì cầu Chữ Y thì anh chị quá quen rồi, thì mày ở trong đây cho nó dễ dàng. Chỗ đi bộ là chỗ nào đây ta? Đoạn đường đi bộ đây. Cái hướng này là về quận nhất đó anh chị. Đi bộ máy bên kia thì một lát Sunny sẽ đi bộ nha, đi bộ qua. Thì ở đây không có đường đi bộ. Khi mà làm cái đề tài lang thang này thì mình phải luôn tuân thủ luật lệ giao thông, đi vui mà. Không có gì gọi là hấp tấp cả. Rồi, chúng ta cùng nhau qua đường nha anh chị. Hôm nay trời xanh rất là đẹp. Trước mặt anh chị đó là những cái chung cư cao cấp mé bên bến Vân Đồn quận 4 đó. Còn cái này là chúng ta sẽ đi mé bên đây để về con đường Trần Hưng Đạo. Chúng ta nhìn lại cây cầu anh chị ha. Cầu Nguyễn Văn Cừ. Để bắt qua cái kênh Tàu Hủ, kênh Bến Nghé. Đây cây cầu Nguyễn Văn Cừ nè anh chị. Đối với khu vực mé bên kia thì anh chị để ý nó có một cái cầu thang đi bộ cho dành cho người đi bộ, thì Sunny sẽ qua bên bển đi bộ lên cái cầu thang đó để anh chị nhìn rõ cầu Nguyễn Văn Cừ ngày hôm nay nó như thế nào, đường từ đường dẫn rồi mặt thành cầu. Rồi chúng ta qua nhanh anh chị ha. Đây, bên đây là đại lộ Võ Văn Kiệt. Hôm nay trời xanh rất là đẹp. Khi mà quay những cái lang thang như thế này thì Sunny rất là thích quay phủ trời xanh. Tuy nó hơi nắng, đây là đường dẫn anh chị. Từ cầu Nguyễn Cừ đổ xuống đại lộ Võ Văn Kiệt. Bây giờ thì ta lại lang thang tiếp tục để nhìn thấy dòng sông Bến Nghé nha anh chị. Cái hướng bên kia là con đường Bến Vân Đồn. Đôi khi thì anh chị phát hiện một số cái cầu mới. Đây chị nhìn thấy cái hình ảnh này cũng rất là đẹp nè.
đây là dòng kênh bến bến Nghé anh chị. Mé bên kia là chúng ta có con đường bến Vân Đồn, mé bên đây là đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Đông Tây để hướng về hầm Thủ Thiêm, đi về hướng quận Nhất. Và đây Sunny sẽ chia sẻ với anh chị những con đường dẫn để chúng ta có thể từ bến Vân Đồn qua cầu Nguyễn Văn Cừ để về quận Nhất cũng có, hoặc là chúng ta men theo cầu Nguyễn Văn Cừ chui xuống một cái vòng dạ cầu để chúng ta tới bến Vân Đồn. Bến Vân Đồn ngày hôm nay thì con đường này hoàn toàn khác lạ đối với anh chị. Ngày xưa có kinh nghiệm ở quận 4 thì dọc dòng kênh Bến Nghé này thì nhà sàn bây giờ thì hết rồi, nó có những cái chung cư cao cấp mọc ra. Bến Vân Đồn thì Sunny cũng đã quay lang thang đi bộ gửi anh chị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lững thững mời anh chị rảo bước đi lên cái cầu thang bộ nha anh chị. Đây. Hôm nay là trời rất là đẹp anh chị, thích lắm. Đại lộ, khi mà có đại lộ Đông Tây này thì cái việc lưu thông cũng rất là tiện lợi. Sunny cũng vậy, ở khu vực quận 6 đi về quận Nhất thì lúc nào cũng chọn đại lộ Võ Văn Kiệt này, chứ không có đi con đường Nguyễn Trãi. Ngày xưa đi đường Nguyễn Trãi nhưng mà dạo này đi đại lộ Võ Văn Kiệt. Chúng ta sẽ lên cầu thang đi bộ này. Đây. Cầu thang đi bộ này nó cũng nhỏ anh chị, nó không có to. Vừa hai người đi thôi. Đối với góc này thì chúng ta sẽ nhìn lại cái hướng này thì chúng ta nhìn về chợ Năng Si, về con đường Trần Hưng Đạo, và là đây là một cái đường dẫn để chúng ta xuống đại lộ Võ Văn Kiệt. Có thể đây là một hình ảnh trên cao mà anh chị thấy rõ ràng nhất, hướng này về quận Nhất. Còn hướng này về Dương Bách Rạc, một vài hình ảnh để gửi cho anh chị. Ở kia thì mình không có cái cầu thang đi bộ xuống rồi, để coi có không. Có thì sẽ gửi anh chị thêm, nếu không có thì thôi anh chị ha, anh chị thông cảm, không có bất chấp để vi phạm luật lệ giao thông. Không có rồi anh chị. Thôi tới đây thì Sunny cũng muốn chia sẻ lại anh chị nhìn cầu Nguyễn Văn Cừ. Anh chị thường nói cầu Nguyễn Văn Cừ là như thế nào, nhưng cái clip này muốn gửi anh chị xa quê hương, xa Sài Gòn đã lâu, hoặc những anh chị xa Sài Gòn khi mà về tỉnh sống thì hiểu được cầu Nguyễn Cừ ngày hôm nay nó thay đổi như thế nào. Và chính vì cầu Nguyễn Cừ này nên chợ Năng Si mất tích một cách rất là ngọt ngào anh chị ha. Nhưng đây cũng xin cảm ơn anh chị đã cùng lang thang, cùng tìm hiểu về cầu Nguyễn Văn Cừ ngày hôm nay, và nó là cái cuộc sống của Sài Gòn ngày nay để gửi anh chị và các bạn, để anh chị và các bạn cập nhật. Nhân đây cũng xin thân ái mến chào anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lang thang tiếp theo của Sunny Đò. Một tí nào đó thôi gửi tới anh chị và các bạn. Rồi, bye bye anh chị nha. Hẹn gặp lại.